Bạn đang nghe Blog Radio được phát sóng vào 8 giờ thứ bảy trên fanpage Blog Radio Sinh viên Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng không gian âm nhạc và cảm xúc của Blog Radio để bắt đầu một ngày mới. Hãy đến với chúng tôi, nơi chia sẻ những yêu thương sau những giờ học lý thuyết và lâm sàng căng thẳng. Blog Radio phát thanh cảm xúc của bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chương trình quà tặng âm nhạc số thứ hai đã quay trở lại. Mình là Pia. Còn tôi là Tí Đẹp Trai. Oh, no. Mọi người ăn Tết có vui vẻ không? Không. Anh đâu phải biểu tình đâu. Tại vì ăn Tết xong mới có 2 ngày là vô thi mô đun tim mạch. Oh no. Cái đó nên mình... còn tâm trạng đâu mà ăn Tết vui vẻ hả Bia? Lớp khác không quan tâm đâu, có mỗi lớp mình quan tâm thôi à. Bia nè, Tết vừa rồi thì Bia có những cái kỷ niệm gì vui không? Có đi chơi ở đâu hay là đi đâu đó hay là tụ tập bạn bè đó là gì không? Những ngày Tết vừa rồi thì Pia chỉ có đi thăm gia đình, đi chơi với bạn bè, ngồi nghe bài hát radio như là nói. Với lại... ăn ngập mặt đúng không? À không, Tôi thấy là cái bàn ngang là hơi thừa đó. Không sao, mọi người kêu Pia ốm nên lên bài tiết cũng không sao. Với lại là những lúc ở nhà rảnh rỗi không đi chơi thì nghe nhạc, nghe những bài hát mà phù hợp với tâm trạng của mình. Pia nè. Số trước thì mình chọn cách đưa thư là bằng chim một câu. Hay là số này mình sẽ chọn đưa thư bằng khỉ đu dây đi. Ủa sao khỉ? Vì năm nay là năm con khỉ mà. Oh. Đám chắc vào nha, khỉ đu dây có chừng rớt đó nha. Thư đầu tiên từ một bạn thính giả có biệt danh là Isuka gửi đến BFFVNSK và chị Trâm TK. Bài hát như ngày hôm qua của Sơn Tùng với lời nhắn: đến lúc này thì chắc chúng mình mọi đứa một phương, chuẩn bị ăn Tết rồi. Tự dưng muốn có cánh cửa thần kỳ để rủ cả đám quẩy một bữa dữ thần quá. Cơ mà nhìn lại 4 tháng qua, từ khi định mệnh bảy gọi tụi mình đến với nhau, biết bao thăng trầm, cung bậc cảm xúc mà tụi mình đã chia sẻ cho nhau, âu cũng chỉ là do quan tâm nhau quá thôi. Mong sao tình bạn là kỳ của ba thằng được rửa háo ăn với cô thiên thần ngày cánh này luôn bền chặt mãi mãi. Không chỉ ám nhau 6 năm mà ám cả đời. Hạnh phúc khi có bà bạn bên cạnh. Cũng thông qua bài hát này, một lời nhắn nữa cũng đã được gửi đến. Tu TK, chị đi nhớ giữ giọng đó. Có gì em níu ông tí hút chị qua Sky để tụi em nghe đó. Nghe chưa? Muốn đi là đi luôn à. Đâu có dễ. Kaka, đi qua ấy, nhớ ấy điều độ nha chị. Ý em là tập thể dục và giữ sức khỏe á. Đừng đứng bỡ nhé. He he. Một bạn nam giấu tên cũng gửi đến TK ca khúc như ngày hôm qua. Sao bạn TK bà đắt hàng quá ta? Đang hot mà. Hy vọng em qua bên nớ sẽ không thấy buồn, không cô đơn, không lạc lõng nhá. Quen em cũng không phải quá dài, không phải quá ngắn, nhưng đủ để anh ấn tượng. Ấn tượng về giọng hát, về tính cách, về con người. Anh sẽ nhớ đã từng có một bạn nữ tên Trâm TK đã làm anh phải ngồi lọc cọc gõ những dòng này. Khi nào như anh cùng đồng bọn quá thì hú về nha em. Bọn anh sẽ đi ăn uống các kiểu, chụp hình tát em vô cho em đỡ tuổi nha. Ôm một cái. Nào các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc như ngày hôm qua của Sơn Tùng MTV. Chuyện tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo, gạt giọt nước mắt thăng trầm, niềm tin mãi luôn đồng đầy. Bài ca hát trọn đêm nay dành tặng bạn tôi, luôn dõi theo từng nụ cười lặng im phía sau. Chuyện tôi mãi không rời, mặc nắng gắt hay mưa ngâu, dù thời gian có xóa phai nhòa lạc trôi những ký ức. Xin chào, hẹn ngào gặp lại ngày sau. Thương nhớ nhau, lòng ngập ngừng, không muốn rời. Vỗ vai xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều trông gai, kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu hai phương trời, dù nghìn trùng, dù xa xôi, đôi mắt nhìn buông tôi cuối chân trời. Cảm ơn bạn người luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra là chắc bữa nào tôi cũng phải mai dành ẩn tích một thời gian để bà con gửi thư chia sẻ cho tôi mà. Oh. Trăm TK mà đi mới có mấy ngày mà cả chục bức thư được gửi cho bả rồi đó. Nào Mia đu chắc dây vào. Ôm em tôi cũng được nè. Không hỏi. Tôi cho mà. Không không. Nào. Hãy lật mở tiếp cái lá thư tiếp theo nào Mia. Bức thư tiếp theo được gửi tới chương trình với lời nhắn: có lẽ chúng ta nên chấp nhận những gì đang thực sự diễn ra. Em hiểu và yêu anh. Bài hát được yêu cầu là bài Just a Little Bit of Your Heart của Ariana Grande. Qua ca khúc này thì một bạn thính giả giấu tên cũng gửi đến chương trình với lời chia sẻ: thích thôi, dù sao cũng không đến được với nhau nên cứ lặng lẽ âm thầm nhìn nhau vậy. Một bạn thính giả khác cũng có một vài dòng chia sẻ với chương trình rằng: tao đã cố từ bỏ những điều mày không thích, tao tưởng mày sẽ vui vì điều đó, nhưng mày lại xa lánh tao. Thật sự tao cảm thấy buồn lắm, vì giờ tao với mày không thể nói chuyện nữa. Dù sao cũng chúc mày luôn vui vẻ và hạnh phúc trong công việc. Gửi đến bầy cún của tôi với lời nhắn: tối qua gió bỗng dưng thổi mạnh, kéo theo đó là một đêm dài và lạnh. Từ lúc tụi bay đi về hết, chỉ còn mỗi tao ở đây, cảm giác thật là trống vắng và thấy nhớ bay lắm. Mới xa nhau có mấy tiếng mà thấy nhớ rồi thì không biết có hơi quá không bay. Không có bay, tao thấy phòng mình bỗng trở nên lạnh lẽo và tao càng lúc càng thấy hiu quạnh, đến nỗi phải đi tá túc nơi khác, lỗi tại bay cả. Về quê ăn Tết vui vẻ và nhớ mang quà vô cho tao nghe chua. Không thì ở nhà luôn đi con nhá. À mà thông báo cho bay tin sốc nè. Tối qua tao bị khó ngủ đó. Thật là vi diệu đúng không? He he, missing you. Và ca khúc mà bạn bánh mèo to xác muốn gửi đến bầy cún của tôi là ca khúc Lạnh của Khổng Tú Vinh và Tony Việt. Nào xin mời các bạn cùng thưởng thức. Giờ mình chia ly, trôi đôi mi mau khô, ta đừng thương nhớ. Giờ bên em anh say, để người ra đi, xót xa bên nhau. Xin em đừng nói tiếc chi. Thank you.
dấu trên đôi mi hạt tuyết rơi thầm lê bàn chân đêm lạnh giá đêm đông phôi pha ánh sao níu chân tuyết rơi trong tim vùi lớp tiếng yêu nơi đây hơi ấm trên tay sưởi ấm trong trường đại học của tôi với lời nhắn dù hơi muộn màng he he vì cuối năm rồi mà đây chắc cũng là số radio cuối cùng của năm nhưng tao cảm thấy mình cần phải nói điều này với tụi bay. Cảm ơn tụi bay vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao những khoảng thời gian đầu khi bước chân vào giảng đường không quen một ai cả, kể cả không có bóng dáng của một đứa bạn cấp 3 nào. Tao cảm thấy buồn lạc lõng ở nơi này, cũng không biết dòng đời đưa đẩy thế nào mà tao lại biết đến tụi bay. Từ lúc học quân sự thì quân số thưa thớt, không hiểu sao, từ lúc nào mà nó đã hình thành một nhóm nữa. A hi hi, cảm ơn tụi bay vì những tiếng cười, những hoạt động tình nguyện mà ta đã đi chung, lăn xả, quậy phá. Tự hỏi có phải mới năm nhất không mà nó sung quá trời quá đất hà. Thích làm tình nguyện hết mình, những lúc đó ta cảm thấy trong lòng mình vui hơn, tạm quên đi nỗi niềm trong lòng, nỗi trống trải, sự cô đơn. Được làm việc, chơi đùa với nhau có lẽ là một điều may mắn nhất của tao trong khoảng thời gian qua. Tao cảm ơn tụi bay. Cuối năm rồi, tao cũng muốn gửi đến tụi bay những lời tao không dám nói, vì bây giờ không thể nào nói được nữa. Chúc tụi bay có một năm mới vui vẻ, và đặc biệt là không bị hay thi lại môn nào ngang. Thân, suýt quên mất, em cũng gửi đến anh Kha, chị Thảo, chị Thư Y14. Chúc các anh chị năm mới vui vẻ và thành công trong học tập. Hi hi, ở bên cạnh mấy người, có muốn buồn cũng khó, lúc nào cũng phải cười toe toét mới chịu nổi thôi à. Riết em sái qua hàm rồi nè, bắt đèn đi. Một bức thư khá là dễ thương phải không các bạn? Bước vào giảng đường đại học thì tất cả mọi thứ đều xa lạ. Nhưng mà các bạn ơi, đó chỉ là những cái bước đầu tiên thôi. Học tập được một thời gian thì chúng ta cũng sẽ quen dần với mọi thứ, và cũng sẽ kiếm cho mình được những đứa bạn thân hết sức là bừa, đúng không mọi người? Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là đôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mây ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hồn tôi nhẹ lưng biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin đưa bàn tay lên trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát người ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này. Một bạn thính giả giấu tên
gửi đến chương trình lời chia sẻ như sau: chúc mọi người chuẩn bị về quê ăn Tết vui vẻ, sang năm học giỏi thêm nha. Gửi mọi người bài hát Home Ahihi, gửi đến tất cả anh chị em bà con khoa y. Bài hát Vì tôi còn sống, viết cho bản thân mình: hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một ai, đừng đặt hết niềm tin vào bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Hãy xem những gì đã xảy ra như một cơn mưa, sau cơn mưa ấy trời sẽ hửng nắng. Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người, cứ cố bám víu vào một người mà ta đã quên đi sự tồn tại của họ. Hãy cứ tin mình đã làm đúng, mình đã hết lòng vì nó. Mỗi người một tính cách, cứ thích nuông chiều và quan tâm mà không hiểu cảm xúc của người khác như thế nào. Người nào chiều bạn, quan tâm bạn, làm bạn vui thì bạn chơi. Bạn tôi ơi, sống chậm lại, hãy suy ngẫm lại chính mình. Hãy hiểu cho cảm xúc của những người đã hết lòng vì bạn khi họ đánh đổi bằng lòng tin và sự quan tâm thì họ lại nhận được từ bạn điều gì. Hôm nay, tôi gửi tâm sự này cho tôi, cho bạn, cho mối quan hệ giữa hai chúng ta. Hãy lắng nghe những gì tôi nói nhé bạn tôi, đừng để vụt mất thứ vô giá của tình bạn, để rồi phải nói hai từ giá như. Xong lá thư này thì cảm thấy có một cái gì đó rất là sâu sắc và sâu lắng. Bạn ơi, cố gắng lên nha bạn. Mình tin chắc rằng tình bạn của bạn nó cũng sẽ gắn bó bền lâu thôi. Cố lên. Và lá thư cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là một lá thư khá là dài của một bạn có biệt danh là HXS, gửi tới bố mẹ.
em xin radio phát bài Nơi Ấy Con Tìm Về cùng với lời nhắn nhủ của em. Thông điệp yêu thương con gửi ba mẹ: con đã xa nhà mình 5 tháng rồi, con nhớ nhà lắm ba mẹ à, nhưng con cố gắng kìm nén giữ trong lòng thôi, con là con trai mà. Ngày Tết sắp tới rồi, chỉ còn một tuần nữa là con được nghỉ học. Bạn bè trong lớp ai ai cũng đặt vé về quê, mong được về bên gia đình sớm nhất. Chú xuân đang ngập tràn khắp nơi, con cùng mũi lòng, con muốn về sớm. Nhưng con quyết định ở lại làm từ 22 âm, tới hết 28 âm con mới về. Con biết gia đình mình khó khăn, còn phải chu cấp cho các chị, cho hai em ăn học nữa, trách nhiệm của con trai cả. Giờ con đã bắt đầu nhận thức được rồi. Nhờ ba mẹ, lúc con ở nhà, mọi việc đều đến tay con làm. Dường như trong mắt ba mẹ, con đã trưởng thành rồi. Năm nay, con gần 20 tuổi đầu, con đã ra đời, vươn chải nơi đất khách quê người. Đầu năm con vào học, con đã lặn lội, tranh thủ đi làm 7-8 ngày với chặng đường gần 20 cây. Mỗi ngày làm từ 7 giờ sáng tới 11-12 giờ đêm. Con cũng chỉ mong sao sẽ đỡ đần thay ba mẹ một phần. Và giờ đây, con đã từng nghĩ mình sẽ không về quê ăn Tết, mà sẽ ở lại Sài Thành làm việc kiếm tiền. Gánh nặng của con bây giờ, con cần phải học Anh văn gấp gấp lắm ba mẹ ơi. Là học sinh trường tỉnh với trình độ Anh văn bập bẹm, nói không ra, nghe không xong, viết lại càng dở. Áp lực bởi bạn bè con, đa số các bạn có điều kiện, học Anh văn ở đâu cũng không là vấn đề. Chi phí vài triệu cho một khóa học 3-4 tháng là chuyện đơn giản. Nhưng riêng con đã tìm hiểu nhiều nơi, nhưng chỉ có nơi rẻ nhất học phí cũng lên tới 8 triệu trên 20 tháng. Với số tiền lớn như vậy, con biết nếu con xin ba mẹ, tiền bạc cũng là một vấn đề lớn đối với gia đình mình. Con sẽ cố gắng hơn nhiều, vừa học vừa kiếm tiền. Hàng tháng, con tiết kiệm, ngày ăn cơm một bữa, sáng nhịn, trưa nhịn, tối ăn. Làm thêm mỗi tối thứ bảy chủ nhật cuối tuần, phục vụ nhà hàng, tiệc cưới 5-6 tiếng trên một đêm, con được 100k cũng đủ tiền ăn cả tuần rồi. Con ra đời bươn chải để được trải nghiệm, lớn khôn hơn, kinh nghiệm hơn, và nhất là con muốn hoàn thiện bản thân mình, vun đắp kỹ năng sống. Tuy từ đầu ba mẹ hướng con muốn con học đại học theo khối A, nhưng con đã chọn học Y rồi. Học phí cả năm hơn 8 triệu. Mỗi lần con xin tiền, ba mẹ lại phải vay ngân hàng. Nhiều khi con muốn bảo lưu kết quả kỳ một này để con đi làm, dành dụm tiền để tiếp tục theo học, nhưng con lại không nỡ xa bạn bè, những người bạn mới của con nơi giảng đường đại học. Con muốn tiếp tục theo học với bạn bè, nhưng nhiều lúc con cảm thấy tủi thân. Nhưng không vì gia đình mình không đủ điều kiện mà con lại như vậy. Chính từ trong khó khăn con mới trưởng thành được. Con lên Sài Thành với một niềm tự tin lớn ở bản thân. Con sẽ tiếp tục cố gắng nhiều để không phụ lòng ba mẹ. Tết nay con về muộn, con không được gói bánh tét cùng ba với ông ngoại rồi. Ngày Tết vui nhất, hạnh phúc nhất khi có con cháu ở bên xung vầy. Muộn nhất, chiều 29 Tết con có mặt ở nhà ba mẹ. Con cùng chị sẽ cố gắng kiếm tiền, chị em con cùng cố gắng, vì chúng con hiểu hoàn cảnh của gia đình mình. Con thương chị dáng người nhỏ nhắn, nhưng thay vào đó là nghị lực nhiều, ba mẹ có biết. Chị đi làm ở nhà hàng, về lúc 1-2 giờ đêm là bình thường. Con gái thời nay mấy ai bươn chải như chị. Lên Sài Gòn được vài tháng, chị đã tự túc được, ba mẹ không phải chu cấp cho chị. Nhưng chị cũng nhiều lúc ốm đau, con ở xa chị nên cũng không giúp được gì, chỉ biết gọi động viên chị thôi. Chị cả trong nhà, chị đã phải làm việc từ nhỏ, biết khi nào chị mới bớt vất vả. Con thương ba mẹ, ba đã 45-46 tuổi rồi, nhưng vẫn đi làm thuê làm mướn cùng với lớp lớp thanh niên 8X, 9X. Ba đã có nhọc từ nhỏ. Bởi sinh ra ở đất Nghệ An, vùng đất nghèo khó, con người ta phải bươn chải ngược xuôi để kiếm kế sinh nhai. Còn con còn ở Sài Gòn lâu dài, rồi hy vọng nơi xa, con trở thành bác sĩ. Cũng vui nhưng cũng buồn, vì con chỉ có ít thời gian dành cho gia đình. Ở bên gia đình, sẽ có cái Tết con vắng nhà. Xin ba mẹ, nội ngoại thông cảm cho con. Con gửi lời chúc sức khỏe ba mẹ, con sẽ về nhà sớm nhất có thể. HXS à, anh biết em là ai? Em biết không, đọc xong những dòng thư này thì chị Bia đã khóc. Nhưng mà không sao em ơi, anh nghĩ là phải cố gắng học tập nhé.
Anh nghĩ em sẽ là một cái tấm gương sáng cho bọn anh và cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn cho bọn anh. Đọc xong cái lá thư của em thì anh và Bia cảm thấy mình may mắn hơn nhiều. Thôi, năm mới tới đến thì anh cũng chúc em và gia đình sẽ luôn hạnh phúc và cố lên nhé. Chàng trai rất là nghị lực. Và một bạn thính giả khác cũng thông qua ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về muốn gửi đến bố mẹ của mình. Hôm nay Sài Gòn trở lạnh, ngoài quê nhà mình chắc lạnh lắm. Rồi bố mẹ nhỉ, con nhớ bố mẹ lắm. Con muốn được cùng bố mẹ ngồi bên bếp lửa, mờ sương khi sáng sớm. Con sắp về rồi, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhìn chúng bạn về sớm mà con thật sự ghen tị. Con sẽ về, chỉ 6 ngày nữa thôi bố mẹ ạ. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên. Là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Chương trình Quà Tặng Âm Nhạc số thứ 2 đến đây xin kết thúc. Chúc tất cả các bạn có một năm mới thật vui vẻ, thật hạnh phúc và ấm áp ở bên gia đình của mình. Và hãy cố gắng thêm thật nhiều nữa nhé. Và thứ hai tuần sau là chúng ta lại bắt đầu một chặng đường mới của học kỳ mới rồi. Thì Tí cũng như là Bia xin chúc tất cả các bạn có một học kỳ mới thật sự là thành công rực rỡ. Và Bia ơi, về ăn Tết tiếp thôi Bia ơi. Xin chào mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người.